Zelensky sốt như ngồi trên đống lửa khi 15 toa tàu Nga chở binh sĩ và vũ khí cập bến Belarus. Các bạn thân mến, quyết định của Điện Kremlin khi cung cấp cho Belarus khả năng răn đe hạt nhân khiến các cơ quan đầu não của NATO và EU phải giật mình lo lắng. Tuy nhiên, người đang đứng ngồi không yên nhất lúc này là Tổng thống Zelensky. Bởi nếu Belarus có động thái tham chiến, điều đó có nghĩa là Ukraine sẽ phải đối mặt với thế tiến thoái lưỡng nan, tứ bể thọ địch. Thông tin chúng tôi nhận được mới đây lại càng khiến ông Zelensky hốt hoảng hơn. Khoảng 800 binh sĩ Nga đã tới Belarus bên trong 15 toa tàu vào đêm mùng 5 và mùng 6 tháng 1. Ngoài ra, Nga cũng điều thêm 3 chuyến tàu chở đầy thiết bị và nhân sự tới Belarus trong ngày qua. Theo nguồn tin của nhóm quan sát độc lập Belarus Hajun của Belarus, đoàn tàu gồm 15 toa hành khách đã đi qua ga Smolensk của Nga để hướng tới Belarus. Chuyến tàu có thể đã đến Osa hoặc Vitebsk ở đông bắc Belarus. Khoảng 800 nhân viên của lực lượng vũ trang Liên bang Nga đang đi trên các toa tàu này. Sau khi dừng ở Vitebsk, đoàn tàu có thể tiếp tục di chuyển đến Brest thuộc Belarus và có thể tiếp tục đến quận Baranovichi. Ba chuyến tàu của Nga cũng đã đến Baranovichi trong ngày qua. Các nguồn tin của Belarusky Hajun khẳng định rằng một đoàn tàu đã đến ga đường sắt Polonka ở quận Baranovichi của Brest, bao gồm khoảng 30 toa chất đầy thiết bị quân sự, 4 toa có mái che và 2 toa hành khách chở nhân viên quân sự của Nga. Các phương tiện quân sự đã được nhìn thấy, bao gồm xe bọc thép chở quân và xe chở nhiên liệu. Chuyến tàu này khởi hành sớm nhất vào ngày 3 tháng 1 từ nhà ga đường sắt ở tỉnh Voronezh của Nga, nằm ở biên giới với tỉnh Lugansk của Ukraine. Một đoàn tàu khác chở thiết bị của lực lượng vũ trang Nga cũng được biết là đã đến ga đường sắt Slonim ở Grodno vào sáng ngày 6 tháng 1. Đoàn tàu bao gồm khoảng 27 toa chở đầy thiết bị quân sự. Một chuyến tàu đến Baranovichi cũng được phát hiện. Các thiết bị được nhìn thấy bao gồm 43 xe bọc thép Kam-AZ, Uran, BAZ-6306, 5 xe chở nhiên liệu, 2 khẩu pháo tự động phòng không ZU-232, nhà bếp di động và thùng nước, nhiều xe tải có ký hiệu nhận dạng chữ Z. Năm mới vừa điểm, Nga-Belarus sẽ tiến hành tập trận không quân chiến thuật chung. Vào ngày 8 tháng 1, hãng tin TASS dẫn lời Bộ Quốc phòng Belarus thông báo rằng các đơn vị hàng không của lực lượng vũ trang Belarus và Nga sẽ tổ chức các cuộc tập trận chiến thuật chung từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2. Thông cáo có đoạn: từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 năm 2023, cuộc tập trận không quân chiến thuật chung sẽ được tổ chức với sự tham gia của các đơn vị hàng không trong lực lượng vũ trang Cộng hòa Belarus và Liên bang Nga. Các đơn vị này cũng thuộc lực lượng quân sự chung Nga-Belarus. Cũng theo Bộ Quốc phòng Minsk, tất cả các sân bay và cơ sở huấn luyện của lực lượng phòng không sẽ được sử dụng trong khuôn khổ của cuộc tập trận này. Chiến dịch quân sự đặc biệt đã khiến Nga cung cấp nhiều vũ khí tân tiến hơn cho nước láng giềng Belarus, từ các gói nâng cấp mới xe tăng thời Liên Xô đến chuyển giao công nghệ tên lửa đạn đạo, triển khai vũ khí hạt nhân theo thỏa thuận chia sẻ song phương. Các hệ thống vũ khí Moscow chuyển giao cho Minsk phần lớn là để bổ sung cho năng lực quốc phòng hạn chế của quân đội Belarus do thiếu ngân sách. Dưới đây là 3 hệ thống khí tải đáng chú ý nhất mà Nga đã triển khai tại Belarus. Thứ nhất là máy bay chiến đấu Su-35S. Su-35 được Nga chuyển giao cho không quân Belarus vào cuối tháng 1 từ khu vực Viễn Đông. Đây là loại máy bay chiến đấu thế hệ 4++ của Nga, kết hợp các ưu điểm của chiến đấu cơ hiện đại và máy bay chiến thuật. Su-35 là loại máy bay chiến đấu có khả năng nhất trong kho vũ khí của Nga. Su-35 có thể tấn công các mục tiêu ở sâu trong các quốc gia láng giềng mà không cần rời khỏi không phận Belarus. Su-35 được thiết kế đặc biệt để đối phó với các máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 như F-22 của Không quân Mỹ. Thứ hai là hệ thống phòng không S-400. Các hệ thống S-400 ở Belarus đóng vai trò quan trọng trong việc bù đắp cho sự thiếu kém tương đối của quân nước này. Các hệ thống cũng được chuyển đến từ vùng Viễn Đông của Nga. Hệ thống S-400 có phạm vi tác chiến 400 km và tầm phát hiện 600 km, cho phép các lực lượng Nga tấn công các mục tiêu sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine cũng như hạ các máy bay ở miền Tây của nước này. Hệ thống S-400 vẫn đóng vai trò trụ cột trong việc triển khai lực lượng phòng không Nga. Chi phí hoạt động thấp cho phép triển khai S-400 với số lượng lớn. S-400 có thể tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc và được tối ưu hóa tốt hơn để xử lý các máy bay chiến đấu với khả năng tàng hình. Thứ ba là máy bay chiến đấu MiG-31K.
Tiêm kích tấn công MiG-31K là khí tải mới nhất của Nga được triển khai tới Belarus vào giữa tháng 10 vừa qua. Loại máy bay chiến đấu này lần đầu tiên gia nhập không quân Nga vào cuối năm 2017 và đại diện cho thế hệ máy bay độc nhất không có đối thủ. Tên lửa KH-47M2 của MiG-31K được đánh giá cao nhờ tốc độ Mach 10 và khả năng cơ động cực cao, khiến chúng gần như không thể bị đánh chặn và dễ dàng tấn công mục tiêu. Căng thẳng gia tăng với phương Tây được cho là sẽ khiến Nga mở rộng sản xuất MiG-31K, đồng thời phát triển phiên bản tiếp theo MiG-31I. Cuộc diễn tập sẵn sàng chiến đấu là động thái mới nhất của Belarus sau loạt hoạt động quân sự, bao gồm tập trận chống khủng bố, làm dấy lên lo ngại Belarus có thể tham gia chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Hồi tháng 10, Tổng thống Alexander Lukashenko thông báo Belarus cùng Nga thành lập lực lượng quân sự hiệp đồng để đối phó gia tăng căng thẳng ở biên giới phía Tây. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh ông Lukashenko cáo buộc lãnh đạo NATO và một số nước châu Âu đang xem xét các phương án gây hấn với Belarus, thậm chí có thể dẫn tới một cuộc tấn công hạt nhân. Hàng chục nghìn binh sĩ Nga và Belarus tham gia lực lượng hiệp đồng đã tiến hành nhiều cuộc tập trận chung gần biên giới với Ukraine. Chính quyền Tổng thống Zelensky và NATO hiện đang lo lắng hơn trước tín hiệu gần đây của Tổng thống Lukashenko khi ông ấy cáo buộc các lực lượng Kiev âm mưu tấn công vào lãnh thổ của ông. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự cho rằng khả năng Belarus đưa quân tới Ukraine là rất thấp, ít nhất vì không nhận được sự ủng hộ trong nước. Tuy nhiên, có khả năng Tổng thống Lukashenko muốn tạo ấn tượng về sự sẵn sàng chiến đấu nhằm buộc Ukraine phải chuyển hướng binh sĩ khỏi các mặt trận khác. Ba điểm mấu chốt khiến xung đột Nga-Ukraine khó kết thúc trong năm 2023. Trước hết, mục tiêu của mỗi bên mâu thuẫn với nhau. Ngay từ thời điểm đầu năm mới, cuộc xung đột đã lắng xuống và rơi vào tình trạng bế tắc không lối thoát khi không bên nào đạt được những bước tiến lớn trên chiến trường. Kiev đang tìm cách duy trì cuộc phản công để đẩy lùi các lực lượng Nga ở phía Bắc cũng như kiểm soát phần còn lại của thành phố Kherson ở phía Nam. Còn Moscow đang nỗ lực đào hào và xây dựng phòng tuyến ngăn cản quân đội Ukraine. Ông Wesley Clark, cựu chỉ huy lực lượng NATO ở châu Âu cho rằng cuộc xung đột đang nhanh chóng phát triển thành tác chiến chiến hào giống như Thế chiến thứ nhất. Tôi nghĩ Ukraine sẽ rất khó vượt qua hệ thống phòng thủ của Nga nếu không có sự hỗ trợ quân sự đáng kể của Mỹ. Kế hoạch của Nga hiện giờ là tấn công ồ ạt cơ sở hạ tầng năng lượng và mục tiêu quân sự của Ukraine bằng tên lửa, máy bay không người lái nhằm làm hao mòn sức mạnh quân sự của đối phương, bẻ gãy ý chí của các nước phương Tây đang ủng hộ họ. Đây là một phần trong nỗ lực ngăn cản phương Tây ủng hộ Ukraine, khiến người dân phương Tây nghĩ rằng có đổ bao nhiêu vũ khí và tiền bạc thì cũng sẽ vô vọng vì đây là cuộc chiến không bao giờ kết thúc. Trở ngại chính đối với hòa bình là cả Nga và Ukraine đều bị ràng buộc bởi những mục tiêu mâu thuẫn nhau. Để đạt được thỏa thuận, đòi hỏi một trong hai bên phải có sự nhượng bộ đáng kể. Tổng thống Zelensky cũng như nhiều quan chức trong chính phủ của ông ấy tin rằng việc đồng ý bất cứ thỏa thuận ngừng bắn hoặc đổi lãnh thổ lấy hòa bình sẽ là một sai lầm lớn, cho phép Nga tái tập hợp lực lượng, củng cố sức mạnh để tiến hành các cuộc tấn công trong tương lai. Về phần mình, Tổng thống Putin dường như đặt cược lớn vào chiến dịch quân sự tại Ukraine. Vì thế, đối với ông, sự thất bại có thể gây suy yếu vai trò của Nga trên trường quốc tế, khiến ông sụt giảm sự ủng hộ và làm mất niềm tin của những người ủng hộ Điện Kremlin, vốn luôn cho rằng Nga sẽ không bao giờ lùi bước. Hơn thế nữa, phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ vào tháng 12 năm 2022, Tổng thống Zelensky lập luận rằng năm 2023 có thể là giai đoạn bước ngoặt trong cuộc xung đột, nghĩa là nếu Ukraine có được những vũ khí cần thiết, quân đội nước này có thể tiến hành cuộc tấn công tổng lực nhằm vào lực lượng của Nga. Cho đến thời điểm hiện tại, Mỹ đã chi 20 tỷ đô để vũ trang và hỗ trợ Ukraine về mặt kinh tế. Nhưng vấn đề không chỉ là khoản kinh phí lớn mà còn là những loại vũ khí ngày càng tiên tiến, hiện đại mà họ cung cấp. Hạ nghị sĩ Michael McCaul cho rằng, nếu chúng ta cung cấp cho họ những gì họ cần, họ sẽ giành chiến thắng. Nếu chúng ta không làm như vậy, cuộc chiến sẽ kéo dài. Ngoài đạn dược, tên lửa tầm xa, xe tăng và xe bọc thép, nhu cầu lớn nhất của Ukraine hiện giờ là xây dựng một lực lượng không quân mạnh mẽ hơn, có các phi đội máy bay không người lái và máy bay chiến đấu hiện đại. Cựu tướng không quân Mỹ Dave Deptula, từng là chỉ huy của chiến dịch bão táp sa mạc năm 1991 đánh giá, sức mạnh không quân mà phương Tây hỗ trợ Ukraine về cơ bản có thể thay đổi tính toán trong cuộc xung đột này.
quân đội Nga đang giành lợi thế trên mặt đất bằng cách gia tăng các cuộc tấn công từ trên cao. Ukraine có thể xoay chuyển lợi thế đó, ông Dave Deptula lưu ý. Phi đội máy bay của Ukraine có từ thời Liên Xô đang dần bị thu hẹp quy mô do cường độ chiến đấu cao và thiếu phụ tùng thay thế. Ông Zelensky đã kêu gọi phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu ngay từ những ngày đầu xung đột nổ ra và bác bỏ ý kiến cho rằng phi công Ukraine khó có thể điều khiển máy bay chiến đấu hiện đại của Mỹ. Ukraine chưa bao giờ yêu cầu binh sĩ Mỹ chiến đấu trên đất của chúng tôi. Tôi đảm bảo với các bạn rằng binh lính Ukraine có thể vận hành xe tăng và máy bay Mỹ một cách hoàn hảo, ông Zelensky cho biết trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ. Cựu tướng Dave Deptula cho rằng Mỹ sẵn có một kho dự trữ máy bay dư thừa có thể nhanh chóng làm thay đổi cán cân quyền lực. Washington đang trong quá trình cho nghỉ hưu gần 100 tiêm kích F-15, F-16, 21 cường kích tấn công mặt đất A-10. Cuối cùng, đó là rào cản tâm lý. Theo giới phân tích, cuộc xung đột đã gây ra thiệt hại nặng nề cho tất cả hai bên và ngày càng có nhiều ý kiến khẳng định sự cấp bách phải chấm dứt xung đột trong năm 2023. Nhưng sự ác liệt của các cuộc giao tranh đã đặt ra một rào cản tâm lý cho bất cứ thỏa thuận hòa bình nào, với suy nghĩ cho rằng nếu dừng lại thì nỗ lực của hàng trăm nghìn binh sĩ đang bị hủy hoại một cách vô ích. Hiện đang có nhiều cuộc tranh luận diễn ra giữa phe ủng hộ đàm phán và phe kêu gọi tiếp tục chiến đấu để giành chiến thắng. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Mark Milley, đã viện dẫn những bằng chứng trong Thế chiến thứ nhất. Ông ấy nói, ở thời điểm đó, bên kêu gọi chiến đấu để giành chiến thắng đã thắng trong cuộc tranh luận. Kết quả là chiến tranh kéo dài từ năm 1915 đến 1918. Nếu như ban đầu chỉ có 1 triệu người thiệt mạng, thì đến năm 1918, con số này đã lên đến 20 triệu người. Những lập luận này dường như khác biệt so với đánh giá của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ông Stoltenberg cho rằng, hầu hết các cuộc xung đột đều kết thúc trên bàn đàm phán, nhưng những gì xảy ra xung quanh bàn đàm phán thì phụ thuộc rất nhiều vào tình hình chiến trường. Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Washington dự đoán, nếu Ukraine có thể đảo ngược lợi thế trên chiến trường, thì điều này sẽ buộc Tổng thống Putin phải xem xét một giải pháp hòa bình có ý nghĩa. Các nhà phân tích kết luận, ông Putin khó có thể chấp nhận bất cứ sự thỏa hiệp nào trừ khi Ukraine với sự giúp đỡ của phương Tây có thể khiến quân đội Nga bị tổn thất hơn và giành lại phần lớn các khu vực do Nga kiểm soát. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.